Chào cô chú và anh chị đã trở lại với kênh Phong Trang tham gia. Nói đầu tiên xin gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị, cũng như là lời chúc mừng năm mới cho an khang thịnh vượng, rồi là sức khỏe gặp được nhiều điều may mắn trong đó. Thì hôm nay mình đi đến cái chợ hoa của thành phố Long Xuyên. Thì hiện tại thì ở đây thì đã trưng bày đã bán rất là nhiều bông hoa rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Đó. Thì mình đi kiếm bông trang quay, nhưng mà hiện tại thì ở đây thì ta chơi hoa mai rất là nhiều. Đó, nguyên một cái vạt này dài dạng dưới là hoa mai rất là nhiều cô chú anh chị. Đó. Còn lại cái anh này ở dưới đây dung lên bán những cái tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp. Đây là một cái chiếc xuồng. Đó, một chiếc thuyền được làm từ bông trang đỏ lá nhỏ và vàng lá nhỏ rất là đẹp, rất là công phu, quay cho cô chú chị cũng như các bạn mình xem. Chiếc thuyền này thì đó, được trồng thì ba lá chậu dưới đó cô chú chị, ba lá chậu đó. Chuồng này làm cũng mất cũng cái thời gian trồng lên là cũng mấy năm trời. Cái thời gian làm này cũng năm mấy tháng mới được cái thuyền này của chị. Đó là một cái tác phẩm nghệ thuật nghệ nhân của làng hoa Sa Đéc lên đây, đó rất là đẹp. Hiện tại thì nó đang lên bông hoa rất là đẹp nè. Cái thuyền này mà cô cho về mà nó lên bông hoa rồi một cái thôi rồi rất là đẹp luôn. Đó là một chiếc thuyền được trồng từ bông trang đỏ lá nhỏ, nghệ thuật bông trang lá nhiễu rất là đẹp, nên quay cho cô chú anh chị mình xem và thưởng thức cái tác phẩm này. Đó. Quay gần vô nè, cái này nó lợp lên những cánh hoa, nó lợp lên đây là điều chân là nó nở ra một cái là thì rồi rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đã qua chợ xuân rất là vui tươi, rất là nhộn nhịp. Đó. Còn đây là một cặp thiên nga cũng làm từ đỏ lá nhỏ. Đó, tập tiên nha. Hiện tại thì đang lên những cái bút bông này tôi chị. Bút bông. Đó, tiên nga. Tiên nga này được vô cái chậu này cũng mét à. Dạ, chậu chính ha. Cái chậu chính đó cô chị. Đó, cây thì rất là chung rất là đẹp. Đó. Tác phẩm nghệ thuật đó là thiên nga, cặp thiên nga nó được làm từ bông trang đỏ lá nhỏ rất là đẹp. Đây là một cái tác phẩm nghệ thuật được kỳ công đó, làm rất là lâu và có những cái qua tay của những cái nghệ nhân mới làm được nên những cái tác phẩm này nó rất là đẹp luôn. Quay cho cô chú anh chị cũng như các bạn thưởng thức. Ở phía trong này đó là một cặp công đó đang trẻ cái đuôi ra rất là đẹp, bỏ nó là con chuyện tác phẩm này đẹp luôn đó. Công này là rất là lớn nha con chị đó, được tính cái mà cái đuôi này cơ bản là mất mấy gần 2 mét á. Công đó cái tay cũng không giáp luôn, nó rất là đẹp. Cái này mình nhà mà cô chú chị nào mà có cái săn cái cổ và để cái cặp công này hoặc là cái cặp thiên nga này thì nó rất là đẹp luôn, nó nở bông hoa ra rất là cỡ, rất là đẹp. Những tác phẩm nghệ thuật mang tính chất nghệ thuật của hoa mẫu đơm bông trang đỏ lá nhỏ rất là đẹp. Khi mà nó lợp những cái bông nó lên là nó dày hết, là này, nhìn nó rất là đẹp luôn. Cái bông lá nhỏ này nó chuyên bông lắm cô chú chị. Bên nhà chỗ của em là nó hay hơn chỗ người ta, cái là sức con này nó không cái sườn, còn người ta làm nó có sườn nó trong sắc á, sắc ha. Nó rồi cái này là bởi vì mà con thấy này. Nó không có sườn bởi nhìn nó hơi hơi yếu không, gió nó lên á rồi nó phải giống như con thật vậy nè. Còn dù mình làm cái tạo cái sườn thì nó cứng rồi, nó đơ nó bị đơ á.
nó không không này nó gió lên nó phải lung lanh thì nó có cái cây thật hơn, sống động nó đẹp hơn đó. Cái này là khi có gió lên nó dao động như nè, dao động thì rất là đẹp nè, đó rất là kỳ công, trồng rất là lâu mới được cái sản phẩm gì nha chị. Nó phía sau cái đuôi của nó lên đó, chiều cao của nó từ cái dưới cái bầu này lên thì cao nó cũng có gần mét mấy đó, mấy gần 2 mét đó coi chị, thì nó lợp ra hết nhiều, nó quá đẹp luôn, ở đây cũng vậy luôn. Đó. Ở bên đây là những cái bụi hoàng lá chung. Đó, hoàng lá chung thì đang nó có đặc bông, nó đang gấp bông nè. Khi mà nó màu vàng này lên nó lợp hết luôn rồi, rất là đều. Cái này cây này là giăng bụi. Đó, giăng bụi thì đang cái này chắc thân chậu á, cái này thân chậu á. Cái này thân chậu hết rồi thì nó lên bông qua là rất là đẹp. Bụi hoàng lá chung rất là già, nó giăng bụi nha quý chị. Đó. Bên đây là cũng một cái bụi vàng lá chung nè, đó từng chậu hết rồi. Cô chú chị là mua xong về coi có cái chậu vô chậu cái mình đi dây lại đó, mình dây nhôm mình đi lại cho cái tàn nó tròn nó đều là cái này rất là đẹp. Cái dòng vàng lá chung này mấy anh ở miền Bắc rất là thích, thích chơi cái dòng vàng lá chung này với cái văn trắng yên bái. Cái bụi này rất là già nè con chị, đó quay cái bụi nè, quay cái bụi nè, cái bài đế này cũng 50-60 kìa, đây cũng già già không, và nói chung thường chậu rất là đẹp. Ở đây thì những cái bình bông được được nghệ nhân làm từ cây trang đỏ lá nhỏ mà màu vàng vàng lá nhỏ đó. Vô những cái uống những cái bình bông rất là nội thật, rất là đẹp. Vàng trước cái mặt gà đó các bạn chị, rất là đẹp bình bông. Còn đây là những cái tác phẩm bonsai đi đó, cây mai bonsai rất là đẹp luôn đó. Ở đây thì qua giấy rất là nhiều và đẹp. Đây là một cái cây cây này đấy rất là đẹp nè các chị, đấy rất đẹp nè phẩm nè. Đó, cái phẩm này được ghép nhiều rồi, đó rất là đẹp. Đó, cây đấy bụi đấy nè, quanh này cây này là đấy rất đẹp và trải dài nè các chị ơi, quá đẹp bụi đấy này luôn, đấy này nhìn là mê luôn. Đó, và được ghép trên đây đó, ra đang ra bông mà rất là đều và đẹp nè. Đó, ghép này chắc là mỹ tím nè các chị, ghép cái dòng mỹ tím thơm đang đi dây đây nè, một cái tác phẩm nghệ thuật này rất là đẹp. Trước khi kết thúc bài lớp này thì Trang Giang cũng chúc cô chú chị Tết đến thì được những cái mùa xuân an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, được may mắn trong cuộc sống cũng như là trong cái công việc của mình. Xin trân trọng cảm ơn.